xa thì em sợ vợ em á là có tính hay quên đi học trễ, thành ra là cỡ khoảng 5:30 là bắt đầu em điện rồi. Chị ơi, em nói với anh như nè là em rất là ghét cái tiếng chuông báo thức nên em muốn á là anh gọi cho em buổi sáng, giờ sáng thức 5:30 sáng không thức không nổi, giờ chuông báo thức không nổi anh gọi thì mới thức nổi. Rồi cái là trong vòng 6 năm, trong 6 năm đi học là sáng nào anh cũng gọi em thức dậy. Dạ em xin chào cô Hồng Văn và chào chú Quốc Thịnh. Em là Thịnh, năm nay là em 30 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Nghề nghiệp của em là buôn bán bên ngành trang sức, nữ trang. Em tên là Vân Anh, thì em ở Cần Thơ và hiện giờ là em phụ chồng em kinh doanh buôn bán. Bán vàng. Dạ. Cái nghề gốc của em là dược, em là dược sĩ. Rồi cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau? Hai vợ chồng em được cái là học chung lớp. Đầu năm lớp 10 vào á thì em có thấy vợ em thì tóc rất là dài, như là tới luôn cái đầu gối. Tới đầu gối luôn. Anh Mai Trúc Mã đó. Tóc dài quá cho nên là ấn tượng phải không? Tóc dài rồi bạn thì làm việc rất là chậm, nhiều khi mình để ý bạn thì bạn viết từ tốn lắm, khác so với bạn khác thì lúc đó em mới để ý. Nhưng mà đẹp, đẹp. Lúc đó đẹp nhất lắm. Coi như đẹp nhất nhưng mà chậm nhất đúng không? Dạ. Mà bây giờ về gà. Thường hồi xưa em đi học nha, thường mấy bé đẹp á là bao giờ cũng chậm. Nhưng mà thường chậm. Mấy đứa đó là học giỏi nha. Ừ, cẩn thận á. Chậm. Học giỏi. Dạ lớp có học tập. Trời ơi, chưa. Vừa đẹp nè mà vừa có chức quyền trong lớp nữa. Nhưng mà em có để ý anh này không? Dạ không, lúc đó thì em chỉ có biết học thôi. Em không có nhớ mặt người khác. Nguyên một học kỳ 1 là em không có nhớ mặt được bạn nào hết. Em nhớ được có cái bạn ngồi kế bên em thôi hà. Anh á thì em cũng không nhớ mặt luôn. Nhưng em có nghe phong phanh trong lớp là có một bạn để ý tới em. Nhưng mà em hỏi nhưng mà mấy bạn không nói là ai hết trơn á. Rồi cái tới Tết năm đó nhắn tin chúc nhau á. Thì chỉ riêng cái tin của anh á là em thấy cái chữ lớp rồi trái tim quá trời tim trong đó luôn. Thì mới vậy thì ra là anh này. Nhưng mà lúc đó cô không nhớ mặt đâu, qua Tết thì mới nhìn coi ai mặt mũi sao. Ngộ hay đi học trong lớp mà không nhớ mặt. Ê, cái đêm đó là ngoài cô này ra còn cô nào khác nhận được cái tin nhắn mà có nhiều trái tim gì không? Dạ dạ không anh, chỉ mình vợ em thôi. Dễ gì lúc đó đang say có một mình cô đó mà ở đâu ra mà. Qua năm mới em đã có để ý anh này hơn một chút xíu so với trước đây không? Dạ có, là để ý từ lúc đó là để ý suốt luôn. Nhưng mà em không có nói gì á, lúc đó tính em nó cũng nhút nhát mà em sợ nữa. Ví dụ như á em mà thấy anh đi ngang qua cái là em sợ rồi. Bỏ em sợ khác. Là em quay chỗ khác, em đi chỗ khác rồi là em trốn anh 3 năm cấp 3 luôn. Có tin nhắn tin rồi nhưng mà khi mà gặp mặt trực tiếp thì rất là ít nói. Nhưng mà em có biết là bạn này né mình không? Dạ biết chứ chị. Nhưng mà có cảm nhận là bạn này cũng thích mình không? Nói chung là em cũng lo đó, sợ bạn không thích mình. Rồi mình cũng nhắn tin hoài vậy đó. Nhưng mà có thời gian là bạn không trả lời em luôn. Trong 3 năm vậy đó em thủy chung son sắt với một bóng hình đeo đuổi này thôi. Dạ, chứ còn rồi. Em không để ý đến một bạn nào khác. Trong 3 năm thì em chỉ thương một mình vợ em thôi à. Dạ. Ngoài bạn này ra thì trong trường còn có những cái đuôi nào theo em không? Em không có ai theo đuổi ngoài anh hết. Em nhớ là năm lớp 11 có bạn nói với em là có một bạn học lớp dưới có gửi thư cho em. Nhưng mà em lại không có nhận được cái thư đó. Sau này em mới biết anh lấy cái thư đó trước rồi xử lý người ta trước hết trơn rồi. Tới lúc em vô lớp là em không có biết. Trong 3 năm đó là em đã xử lý bao nhiêu bức thư và bao nhiêu tờ giấy tỏ tình rồi. Dạ. Cũng nhiều quá chị, hay quạo quạo tại mình đã đeo đuổi rất là lâu rồi không được tự nhiên đâu ta đeo rồi tự nhiên cứ nho nho vô cũng hơi ức chế thì em cũng tức lắm. Nói chung là nó cái máu nó hơi sôi lên đó, ghen đó, ghen. Dạ mình phải hỏi thử coi là lúc nào thì em được bạn này bạn chấp nhận cái tình cảm đó. Của em khoảng cỡ năm 2 em á thì em tính á là học hết cấp 3 rồi em mới quen. Đụng một phát mà em lên đại học rồi thì em nghe được một cái thông tin anh đang tìm hiểu một bạn khác trong lớp, có nghĩa là bỏ cuộc. Lúc đó thì cũng có một cái sự hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi anh chị. Lúc đó thì em học ở dưới Cần Thơ, còn vợ em thì Sài Gòn, thì cũng có một bạn nữa học ở Sài Gòn chung nữa. Thì em nghe thông tin đó là có nghĩa là vợ em đã quen với bạn kia rồi. Thành ra thì em nói chung là cái cảm giác của mình nó hụt hẫng, nó rất là thất vọng. Tuyệt vọng chứ thất vọng gì cũng tuyệt vọng luôn. Theo mấy năm trời. 3 năm trời đeo đuổi. Cuối cùng em đi theo 7 giờ vô học thì 6:30 đã phải tới để canh thơ canh ơ đồ 3 năm chờ cho bộ ít ỏi gì rồi không tự nhiên lên Sài Gòn cái quen kia mà có không? Dạ không có. Thật ra là bạn đó là một cái bạn thân với coi như là anh em họ với em thôi. Vậy là lúc mà em nghe bạn này có một cái bạn người yêu khác thì em có buồn không? Dạ em rất là buồn luôn và em rất là ám ảnh luôn. Như là em khóc rất là nhiều. Trong 3 năm cấp 3 thật sự là nói là không thương anh là không có. Là có thương. Có thương rất nhiều luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó là mình lo học nè. Tính em thì thờ ơ. Nên em cứ nghĩ là thôi mình cứ gác lại đi. Rồi tới lúc thời điểm nào đó thì mình quyết định.
Nhưng mà khi tới lúc gần quyết định rồi, gần nói ra rồi thì cái chuyện nó lại như vậy. Có nghĩa là em cũng không hề nói với anh này là em thương ảnh luôn? Dạ em không hề nói, em tính đó là lên đại học xong ổn định rồi thì em sẽ nói chuyện. Dạ em sẽ nói chuyện với lại cái kiểu như là hơi chảnh chảnh á chị. Chảnh chảnh cái kiểu như ờ của mình thì thôi để đó đi, rồi tới nào mình rồi bây giờ lý do tại sao mà năm thứ hai là hai đứa đến với nhau? Đúng rồi, em nhớ là có một lần đó là đi thăm thầy cô giáo cũ á, mới hẹn nhau đi rồi xong rồi hai đứa nói chuyện rồi sao kết nhau luôn, rồi mới phát hiện là dạ cô này không có quen với cái bạn trai ra Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Thấy mình có lỗi lắm anh, tại vì mình không chịu tìm hiểu kỹ. Dạ, quen, quen vậy là quen phải luôn. Quen xa đúng không? Dạ, đứa Cần Thơ, dạ, đứa Sài Gòn. Dạ. Mấy năm? Dạ yêu xa 6 năm. Rồi. Cặp này nó cũng chân chiên quá. Đúng rồi chị. Em lấy tư liệu nên bỏ vô bộ phim Tuổi Học Trò của em được. Nó rất đẹp nha chị. Trong 6 năm đó thì các bạn có bị những cái trục trặc, có những cái biến cố gì xảy ra, một cái chia tay chia chân gì không? Xác định là quen nhau rồi thì tụi em chỉ có xác định là cưới thôi. Em học 6 năm. Dạ em học 5 năm dược với lại thêm 3 năm thạc sĩ nữa. Thôi, là tổng cộng là 8 năm, nhưng mà 6 năm là em cưới rồi. Dạ. À rồi sau cưới khi cưới xong là rồi em vẫn ở trên đây. Vẫn ở học trên đại học. Dạ đúng. Còn em học mấy năm đại học? Em học 3 năm rưỡi đại học, rồi 2 năm thạc sĩ nữa là khoảng 5 năm. 5 năm em học đại học gì? Em học về ngành kinh tế nông nghiệp. Một đứa kinh tế nông nghiệp, một đứa dược sĩ, cuối cùng gom lại đi bán vàng, nối tiếp truyền thống gia đình. Dạ. Cha mẹ vẫn là trên hết. Thôi đúng. Nhưng mà anh nói thiệt, ngay trong suốt 6 năm đó thì em có ghen không? Và em có sợ không? Xa thì em sợ vợ em đó là có tính hay quên đi học trễ, thành ra là cỡ khoảng 5 giờ rưỡi là bắt đầu em điện rồi. Chị á, em nói với anh vậy nè là em rất là ghét cái tiếng chuông báo thức. Nên em muốn á là anh gọi cho em buổi sáng, giờ sáng thức 5 rưỡi sáng không thức không nổi, giờ chuông báo thức không nổi. Anh gọi thì mới thức nổi. Rồi cái là trong vòng 6 năm, trong 6 năm đi học là sáng nào anh cũng gọi em thức dậy hết. Nói chung là các bạn có một cái chuyện tình đẹp, một chuyện tình quá đẹp từ thời học sinh lên tới thời sinh viên luôn. Bây giờ đám cưới nè, đám đó. Cưới đang đi học mắc mớ gì đám cưới xong chờ luôn 2 năm nữa đi. Tại vì cũng nhiều người theo đuổi quá em cũng sợ, thành ra em nói xác định với vợ em á là thôi cưới em ơi, mình lo mình cưới xong rồi mình tính tới chuyện làm ăn luôn, chứ để lâu quá nó cũng không được. Anh bạn với em mà em không có đồng ý. Ủa sao vậy? Tại vì em muốn học xong thạc sĩ em mới về, rồi anh thấy em không đồng ý cái anh tự bàn bạc với cha mẹ em, cha mẹ anh xong quyết định ngày luôn rồi thông báo với em thôi. Nó là giờ anh bạn với gia đình rồi đó, mùng 4 Tết là đi qua coi mắt em đó thì bữa đó nhớ chuẩn bị rồi đó rồi về đó. Vậy thôi đó hả? Dạ. Chà sao nó cục rủng vậy? Tới lúc đó rồi là phải gấp mới được anh nè. Đấy để ra trường là nó nhiều việc lắm. Cái suy nghĩ của em á thì hôm nay em mới nói luôn là lúc mà em quen nhau 6 năm á thì em đang học ở Sài Gòn, mà em có việc làm ở trên Sài Gòn này luôn. Em rất sợ là phải về dưới quê, bạn bè em cũng ở trên đây hết rồi. Mà khi mà bắt em về dưới quê rồi thay đổi công việc mới rồi không có bạn bè gì hết, trước khi mà anh nói quyết định cưới á thì em cũng sợ là không biết á là những cái suy nghĩ đó của mình á có khi nào là ảnh hưởng rồi hai đứa không có đi được tới đâu hay không. Dạ nhưng mà sau khi mà anh nói là giờ quyết định cưới sớm cái kiểu á thì em thấy rồi ok luôn, em chấp nhận luôn. Thì tới lúc đó là em mới thay đổi cái suy nghĩ của mình là mình quyết tâm là mình đi về. Vợ chồng là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 6 năm rồi. 6 năm nữa. 6 năm rồi. Trời, cái chuyện tình dạ. này nó dài. Chuyện tình sắc sâu. Rồi mấy đứa nhỏ rồi? Dạ hai đứa. Em bé trai là 4 tuổi còn bé gái là 2 tuổi. Vậy chắc hai chồng lấy nhau không nào có điểm xấu đâu ha. Thấy nó hiền, dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều hả? Ai nói trước đây? Ở đây em nói trước cho. Thằng có cái thói quen gì nè. Không biết làm gì hết, sáng nào cũng quạo quọ cao có mặt mày hết trơn á. Dạ đúng rồi. Em thì vô tư mà em vui vẻ. Sáng mở mắt ra tự nhiên thấy mặt mày cao có là em khó chịu trong người rồi. Thì em có nói với anh, cái em nói 2-3 lần không giải quyết cho em. Là có một hôm là em ẵm con đi phòng khác luôn. Em nói giờ thôi em ngủ riêng, giờ sáng anh tự anh thức dậy anh tự quạo đi. Rồi từ từ cũng xử lý. Ủa mà lý do gì khó chịu? Là do công việc thôi anh. Em làm từ sáng cho tới tối rồi tới sáng nó cũng hơi mệt. Rồi công việc nó cứ chậm anh. Nhiều khi vợ em làm việc á nó rất là chậm, thành ra nhiều khi mình cũng hơi tức. Em nhớ một lần là vợ em nói với em, tối ngày anh cứ quạo với em sao kỳ vậy. Em cũng ngồi em suy nghĩ lại, sao tại sao mình vậy? Không vui đi, mình vui thì mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Đúng rồi. Thì từ cái chỗ đó em mới thay đổi. Ừ. Rồi sau này là em không có còn quạo nữa. Nhưng mà đôi lúc cũng có nha anh. Nhưng mà bây giờ em hầu như là em nhịn 100% luôn. Nhiều quá hay rồi. Rồi vậy thôi delete cái đó đi. Bây giờ mình nói cái tật xấu mà hiện ra nó vẫn còn tồn tại á. Anh rất là khó ăn. Dạ rất là khó ăn, rất là kén ăn luôn. Dường như là anh thích cái món gì là ăn hoài. Ví dụ như là tối nào cũng ăn bánh mì chứ.
bánh mì thịt á, 30 ngày là hết, 20 ngày là tối nào cũng ăn hết luôn. Dạ, cho tôi kiếm được em trai. Thằng em trai coi như cũng lâu ngày giờ mới gặp. Trời ơi, cái bánh mì nó huyền ảo ghê á em. Để chị cũng thích bánh mì, ngày nào chị cũng ăn được luôn á. Cái này cũng gọi là thật xấu á, nghĩa là ăn cái gì là ăn suốt luôn, ăn hoài. À, hoài luôn. Yêu ai yêu chỉ một người nữa. Đúng, một cái tiệm đó thôi. Ví dụ như mà lỡ mà ở tiệm này nghỉ rồi mua tiệm khác không chịu ăn. Dạ, bánh mì đó gọi là bánh mì ma, là 9 giờ tối mới mở cửa. Là anh nhịn đói tới 9 giờ là ăn bánh mì ma. Ăn một ổ xong lên ngủ gì hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không nè? Có cái một điểm này nữa là anh ít chia sẻ với em. Hồi xưa nha, bây giờ thì đỡ đỡ rồi. Anh nói là em không có kín miệng. Tại vì mình xấu. Nên anh không có kể cho em nghe. Anh mà kể cho em nghe là em đi kể em lum chân hả. Nên anh không kể cho em nghe. Tại vì anh đó là một người rất là sao ta, kín miệng luôn. Ai mà kể chuyện gì là không có kể. Nhiều khi em năn nỉ dữ lắm luôn mà cũng không có kể cho em nghe nữa. Năn nỉ sao không kể, kể xong là mai coi như là mọi người biết hết. Dạ, rồi nói vậy đó rồi em giận. Em giận, em nay em đâu có nói với ai đâu. Em chỉ nói với vài người xung quanh thôi. Vài người thôi chứ đâu có nói với ai đâu. Dạ. Vài người. Tại vì cái đó là giống như một người mà nói với mình đó là người ta tin tưởng mình lắm, người ta mới nói. Rồi nhiều khi em cũng ngại cái vấn đề mà em chia sẻ ra đó, thì lại người này người kia người nọ biết em cái đó thành ra vợ em cũng nói em vợ anh mà sao anh không nói với em. Thì nhiều khi mình cũng đắn đo, nhưng mà rồi thì có những chuyện ví dụ như mà em cũng sẽ nói, vì đơn giản thì mình nói, còn những chuyện mà gọi là bí mật luôn đó, thì chắc có lẽ không chịu nói, không dám nói. Tại vì mình sợ nhiều khi có người ta dặn mình rồi đừng có nói với ai nghe, rồi mình nói không nói lại đâu, nói cho bà nghe cái bà mặc một lời nữa. Dạ thì đó, bởi vì em mà muốn biết chuyện gì là em không có hỏi anh, em đi hỏi xung quanh đi. Rồi có nhiều khi là những chuyện trong gia đình là em là người cuối cùng biết, bởi vì em giận. Thì đó giờ em với chồng em là chỉ giận nhau có cái khúc đó thôi. Vậy là bây giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn thay đổi. Dạ, mong muốn là có gì thì kể cho em nghe đi. Em không có kể cho anh nghe. Em muốn không kể luôn. Dạ, em hứa là em không kể cho anh nghe hết trơn. Rồi giờ tới em là tới em, nó sẵn đà này em nói đi. Dạ. Chắc là không kín miệng là nhiều chuyện cho nên nhiều chuyện em mới không chịu kể đúng không? Dạ dạ em thì nói chung tại vì vợ em vô tư thôi. Đấy là khi mà nói chuyện rồi đó là mình không có biết cái điểm dừng. Nên nhiều khi là vô tình tiết lộ cái bí mật. Đó. Cái đó em cũng lo đó. Sợ nhiều khi nói cái chuyện của người ta ra mình nghe rồi kỳ. Nói chuyện của mình nữa. Dạ. Chị ngồi cái trời, chị biết không? Trời ơi, ảnh kỹ lắm chị. Hột xoàn á là anh cất ở cái chỗ mà ngay trên đầu giường em á. Cái chỗ mà nó có cái tủ á chị. Mà chị khóa đó là chị biết ảnh kỹ lắm. Ảnh giấu ở dưới ngay. Bởi vậy không có nói em biết. Rồi gì nữa ở nhà có siêng năng làm việc nhà rồi chăm con nữa. Dạ vợ em thì rất giỏi. Làm việc thì đã giỏi hơn lúc trước rất là nhiều rồi. Lúc trước thì chậm, làm được việc nhưng mà chậm. Thành ra nhiều khi em tức, sau này thì giỏi lên rồi. Làm việc được, rồi chăm con được. Nhưng mà có cái tật hơi ngủ hay lăn quá trời. Thành ra cái giường của em là tới 2m8 rồi. Nó phải bự gì đó. Rồi cứ nằm lăn hết trơn cái giường em, ban đêm em ngủ là chỉ có đúng là được có khoảng cỡ 3 tấc à. Ép vô được rồi. Dạ. Tại cộng như vậy là thêm con em lăn nữa là hai mẹ con chắc cỡ khoảng 2m8 thì chắc cũng 2m5 đó, còn 3 tấc là của anh. Rồi, có gì nữa không? Em không. Hay là hết rồi. Vợ nhắc luôn kìa. Còn cái là nấu đồ ăn là chỉ nấu được một món thôi anh. Dạ. Tại em biết ăn có một món à? Dạ không, em biết cũng được nhiều món lắm nhưng mà tại vì dạ em nấu đi, em nấu được món gì em? Mì cay. À mì cay. Mùng 1 Tết nấu mì cay cho em ăn buổi sáng. Trời ơi, em ăn bữa đó em muốn chết luôn. Trời ơi. Mà cay là siêu cay luôn, siêu cay. Còn đắp đầu tháng mà siêu cay nữa, cay đắng nguyên năm. Dạ. Không trời. Dạ không phải vậy nè, tại vì bữa đó là em nói là đó giờ là em chưa có nấu cho anh ăn được cái món gì hết. Nên em quyết tâm là năm đó là em sẽ nấu cho anh một tô mì thật là ngon để anh ăn. Tại vì anh thích mì, em biết anh thích mì mà. Em quyết định là mùng 1 em nấu. Thì em mua, nhưng mà mua nhầm cái gói mì siêu cay hay sao đó mà em nấu em cũng không có đêm nữa. Thì lúc mà em bưng ra ngon lắm, mình topping nhiều dữ lắm. Ăn ra sao em thấy ngồi sao mà khóc sụt 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 sụt. Cái anh nói thôi sau này từ đây giờ sao đừng nấu ăn nữa. Phải vô tâm á. Đúng rồi. Rất là vô tâm vô tư á. Là hết rồi hả? Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì trong số những cái cách đầu hàng mà em vừa nói ra không? Dạ chỉ mong muốn là mùng 1 đừng ăn mì cay nữa thôi. Cần dạ, dễ thương quá. Chương trình cũng chỉ biết cảm ơn tụi em từ Cần Thơ lên đây tham gia chia sẻ với mọi người ở trong chương trình. Em tên là Lê Tuấn Đạt, sinh năm 93, công việc hiện tại là công an.
Trời ơi, thiệt luôn á, nhìn nãy giờ đang nói trong đầu á, cái bạn này á, sao mà giống như là ca sĩ hay là diễn viên. À đúng á. Thiệt. Nói là nghề xong nghe mình bị đứng hình đó. Bất ngờ. Em công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ hiện tại em đang công tác ở quận Nhất. Dạ mời em. Dạ xin chào anh chị, em là tên là Lê Thị Kim Ánh. Em sinh năm 91 và hiện tại em kinh doanh mỹ phẩm ạ. Bây giờ quay ngược thời gian lại, hai đứa kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thật ra thì ban đầu là hai đứa em là bạn bè chung chơi chung một nhóm vậy đó. Là hai đứa em không phải là gu của nhau, em lớn hơn đại 2 tuổi. Thì lúc đó thời điểm đi chơi chung á là đại còn kêu em bằng chị nữa. Dạ thì còn em, gu của em thì em thích những người tròn tròn, mà thời điểm đó là chồng em rất là ốm mà cao, ốm khoảng 6 mấy ký thôi, mà nói chung là cũng điển trai nhưng mà ốm lắm. Em đi chơi chung thì em độc thân, em đi một mình, em đi một xe, còn chồng em thì tình cảm rất là phong phú, hôm nay thì chở cô này, ngày mai thì chở cô nọ, trong một tuần là rất là nhiều người. Thì trong nhóm bạn chơi chung mới nói là ôi, nếu mà chơi bạn bè thì Đạt rất là ok, rất là tốt, nhiệt tình. Còn mà về tình cảm mà dính vô Đạt một cái là thôi luôn. Trời, ghen sao? Không mà mắc mệt á. Dạ, đúng rồi. Trời, thì em mới thấy mà là để bị mang tiếng thua luôn. Dạ. Thì sau đó cũng có một lần là cả nhóm đi đi chơi chung thì kể những câu chuyện vui rất là hài, thì cười đứa nào cũng cười ha ha, tại vì rất là thoải mái mà. Thì em vô tình em xoay qua Đạt thì em thấy Đạt cười rất là nhẹ nhàng, cái nụ cười là đẹp tại vì Đạt có đồng tiền, mà em rất là mê những người mà có đồng tiền trên mặt, nói chung là rất là duyên. Đó thì lúc đó bắt đầu là em để ý đến Đạt, thì mình bắt đầu mình đi chơi, mình lười đi xe nữa, mình không đi xe nữa. Nhờ Đạt qua chỗ tại hai đứa nhà rất là gần. Em giải thích đâu chị nghe coi, lý do tại sao đó cứ một tuần chở gì 6-7 cô vậy? Thật ra thì lúc đó còn trẻ mà cũng dạng như tìm hiểu thôi, ví dụ em cũng nói chuyện trên mạng rồi hẹn ra uống nước thì chở đi chung, mà em mau chán lắm, không biết giờ uống nước xong rồi giờ đâu biết làm gì nữa đâu, thôi cái bạn bè đủ chạy ra luôn, chở ra chung luôn. Dạ có, em nhớ là cái đoạn thời gian đó là tụi em chơi ma sói, mà nếu mà cái ván đó mà không kiếm ra được ma sói là ai á là cứ chơi hoài chơi đến khuya luôn. Cũng chưa có hết nữa, là chồng em cứ nhắn tin là ảnh về chưa, trễ rồi, thì em mới nói là chưa có xong, chơi gì em còn mê chơi đó, kiểu vậy đó. Mà 12 giờ mấy 1 giờ là vẫn chưa xong luôn, cái chồng em mới nhắn là thôi trễ rồi, để lên rước về. Thì lúc đó em mới nói là thôi lên rước làm cái gì, em có đi xe máy mà. Đó cái chồng nói nếu mà anh đi xe máy thì để Đạt chạy thêm một chiếc xe nữa, là hai đứa cùng nhau đi về, là tiễn về là hai chiếc xe đó. Cái xong rồi bạn bè mấy anh chị đó nói trời ơi Đạt nó thích em rồi đó, chứ tự nhiên nó rảnh mà nó lên tiễn về như vậy, mày có đi xe mà. Đó xong rồi em mới nói không, Đạt có thể là em chỉ là một trong những sự lựa chọn của Đạt thôi, chứ không có thích đâu. Nên em không có chịu đâu, không chịu vậy đâu. Thì có một lần là trời mưa là Đạt qua rước em đi cà phê, mà cũng chỉ tâm sự về gia đình cuộc sống, tại vì ba Đạt là mất sớm, mà thời điểm mất là Đạt chuẩn bị đi học, em trai rất là nhỏ, mà em trai chuẩn bị đi thi đại học nữa, mọi thứ nó cứ dồn dập rồi cứ đi học. Thì ở trên đó thì rất là lo về nhà. Em mới vô tình em nói là nếu mà Đạt không thay đổi bản thân, không thay đổi cuộc sống và không thay đổi tình cảm của Đạt thì Đạt mãi buồn. Tối hôm đó về là nhắn tin khuya, nhắn tin cho em một dọn dẹp sạch sẽ để mà đón một cái tình cảm mới và thay đổi chính bản thân mình. Thôi em đọc được cái tâm thư đó, em cảm động không? Thôi em cảm động lắm, và sau đó là em bắt đầu em mới chấp nhận. Em nói chắc là cũng thay đổi nè, cái người này không phải là xấu, mà chỉ là người này chưa tìm được cái chỗ tìm chắc thôi. Chưa có ai coi như là khai phóng được cho em. Dạ đúng rồi, đó. Kiểu đó. Điều gì ở bạn này mà em lại tự nhiên chọn cái sự sâu đậm, cái tình cảm sâu đậm như vậy? Thứ nhất là lắng nghe, cho người khác lời khuyên mà cho một cách nhiệt tình luôn á. Độc lập như là cứ từ nhỏ là như vậy rồi. Rồi bao lâu mới cầu hôn? Thường ví dụ những cặp đôi khác á là quen nhau rồi cầu hôn rồi cưới nhau, vì anh này làm công an cho nên rất là khác. Là tụi em sau khi mà tìm hiểu nhau là phải có một cái khoảng thời gian là phải xét lý lịch nữa. Là em phải phù hợp. 6 tháng đó thì người ta thì ba mẹ cũng qua nói chuyện, nhưng mà chỉ là nói chuyện trước để mà cho hai đứa tìm hiểu và sau này có đám cưới, chỉ là nói chuyện trước thôi, rồi cũng không có cầu hôn, tại vì cũng chưa biết được là bản thân mình là có được cưới hay không. Thì sau đó sau 6 tháng thì mới tổ chức mới báo về là em cưới được, ok, hợp lệ. Sau đó mới phải đi làm giấy kết hôn. Em cũng suy nghĩ ủa tại sao mình chưa được cầu hôn mà mình phải đi kết hôn. Ủa kỳ vậy, cầm tờ giấy kết hôn rồi mà mình vẫn chưa được cầu hôn luôn. Trước cưới 1 tháng là mới bắt đầu cầu hôn. Cầu hôn lãng mạn không em? Dạ không. Sao cầu hôn sao? Dạ không có lãng mạn. Tức là trong thời gian mà chuẩn bị đám cưới là tại vì hai đứa là cũng tự giác được là ba mẹ hai bên neo đơn, tự lên món ăn này nọ, nói chung là rất là nhiều vấn đề và rất là stress. Là hai đứa cứ gây, nhưng mà gây những chuyện vu vơ hoài à. Cái hôm đó cũng gây nhau luôn, gây từ sáng đến tối, mà em cũng không nhớ gây được cái gì nữa, mà gây suốt đến tối khuya rồi thì mới chạy qua em, mà lúc đó là anh này đang đi làm. Em nói là thôi có vấn đề gì thì ngày mai giải quyết đi, chứ khuya rồi buồn ngủ quá chịu không nổi. Anh này đứng đợi trước nhà suốt luôn, đứng đợi 2-3 tiếng luôn, thì cuối cùng về cũng đâu có giải quyết được, tại vì tối hôm qua em không có gặp. Cái trưa chạy qua nhà em tiếp,
trời ơi, tự nhiên rút cái nhẫn ra cầu hôi đâu có chịu, tại vì đang hơi lộ mà, ví dụ như mình giải quyết xong thì mình mới chấp nhận, cái mình đâu có chịu nữa, nó hơi cất ly cất nhẫn đi, không chịu đó. Đến chiều cũng chưa giải quyết xong luôn, vẫn chưa chấp nhận, cái em nói là thôi bây giờ để tối rảnh thì nói chuyện hết tất cả rồi để trải lòng ra. Rồi đến tối tự nhiên đang nói chuyện cái tự nhiên quỳ xuống cái mới nói là nè bây giờ cầu hôn chính thức nè, đó kiểu đó. Rồi sau đó là kiểu nó cầu hôn 3 lần đoạn trường luôn, là bắt đầu tối rồi mới bắt đầu đeo nhẫn, rồi đó chụp hình sống ảo rồi đó, là mới bắt đầu buổi tối. Trong khoảnh khắc mà ảnh quỳ xuống và ảnh nói những cái lời đó là anh thấy lãng mạn, với anh thì anh thấy nó lãng mạn. Dạ. Anh em thì rất là bất ngờ. Nó bất ngờ chị. Rồi bao lâu thì bắt đầu cưới? Dạ tụi em tìm hiểu cuối năm 2019 là tụi em 2 năm. Dạ. Rồi có con liền không hay sao? Dạ không, tụi em cũng chơi được 1 năm. 2021 là đỉnh dịch. Dạ đúng rồi, đoạn trường luôn. Vậy là lúc đó là sao? Sanh em bé là lúc đó là cũng có dịch rồi, nhưng mà chưa có phải là bùng lớn lắm. Sau khi đầy tháng là đỉnh dịch, dịch bùng lên trầm trọng luôn, là lúc đó là chồng em phải đi chụp liên tục luôn, không có về luôn chị. Nhiều ngày luôn á, cả tháng luôn không về, mà cứ gọi về là nhớ vợ nhớ con, tại vì vợ thì mới đẻ con thì còn có chút xíu à, cứ gọi phải tham về. Mà em còn nhớ cái thời điểm đó là chồng em á, tóc tai dài hồng lòn là giống như tật răng vậy đó, đằng sau chồng em phải tham hết, đồng đội đồng nghiệp của chồng em y chang, anh nào anh nói giống như là nghệ sĩ vậy đó chị. Đó rồi sau mãi sau này mới mua được tông đơ là anh em tự chắc với nhau luôn. Nhau em với con em cứ suốt ở trong phòng, tại vì lúc đó mình mới sanh mà. Vậy mà một cơn gió nào á là cả gia đình em có triệu chứng luôn. Cái ngày hôm đó là cả gia đình em ho với sốt, cái em ở trên phòng em nói chết rồi, cuối cùng là ra mình dương tính. Test xong là nó cũng ra dương tính luôn, là hai mẹ con bồng nhau. Mà em không có còn, em khóc đến nỗi mà em không thấy được đường luôn á, em bị stress. Mà lúc đó thời điểm đó là em đang cho em bé bú sữa, không có sữa để cho bé bú luôn, là bắt đầu là phải lấy sữa bột pha cho em bé bú. Bây giờ em sẽ dắt chị với bé vào một phòng cách ly, mà cái phòng cách ly đó là ở dưới hầm, mà thời điểm đó bệnh viện hả quá tải luôn. Lúc đó là thời điểm đó là chồng em chạy về thì đứng trên cái hầm, còn em với em bé là đứng ở dưới hầm, là cách xa nhau mấy trăm mét vậy đó. Em mới nói thôi chồng ơi, ráng rước vợ con về đi chứ ở đây chịu không nổi đâu, đông người quá mà người ta cũng bị dính rồi. Trời ơi khóc quá trời luôn, em bé nó cũng khóc, tại vì em đâu có nghĩ là đi bị ở lại luôn đâu. Người ta chỉ mong á là Covid người ta không dính thôi, còn chồng em ngày nào cũng test dính đi chỉ mong là đi test là dính thôi. Thì trong những mọi thứ là giống như hạnh phúc là một sự lựa chọn rồi đó, chồng em lại muốn là dính Covid để mà đi chung với vợ con, nhưng mà chồng em đâu có gặp em đâu cho nên đâu có dính. Ngày nào cũng vậy, thì ở nhà em là em không có triệu chứng, nhưng mà khi đi vào cách ly á là em lại bị sốt. Em cách ly được 7 ngày là chồng em dính luôn. Chồng em gọi vào, trời ơi mừng quá vợ ơi, vợ dính Covid luôn rồi. Chồng em gọi cho anh đội trưởng, anh nói là bây giờ em không có yêu cầu gì á, em chỉ có nguyện vọng là em được vào chung chỗ với lại vợ con em thôi. Đó cuối cùng anh đã nói ok chốt đơn, là trong vòng 24 tiếng là chồng em đi thẳng vô trong cái chỗ mẹ con em luôn. Em ơi, vậy là cái giây phút mà gặp lại vợ con trong dạ, cái khu đặc biệt như vậy, em cảm xúc em sao? Lúc đó nó cũng hiu lắm, mà trước đó là đêm nào cũng khóc, chịu không nổi. Đúng rồi. Tại thật sự lúc mà cái thời điểm đó em áp lực dữ. Có những người họ đi xong rồi họ về, nhưng mà đi thì đi bằng xe, về lại bằng cái khác. Em ở nhà em sợ lắm, nói chết rồi, con em nhỏ xíu rồi, giờ không biết sao, anh em thì cũng động viên thôi. Có nghĩa là qua những cái khó khăn, qua những cái biến cố, mà nhất là trong cái giai đoạn dịch là không ai muốn dạ, đúng rồi, cái chuyện nó xảy ra cả đó. Chắc lẽ là bây giờ là hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận nhau, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có chứ. Nãy giờ kể cái chuyện nó buồn không ạ? Bây giờ đó, giờ tới em đó. Giờ em kể đi. Dạ em thì xưa giờ em thấy cái gì cũng được á, mà chỉ có cái hay quạo. Hay cọc. Dạ đúng rồi, tánh cọc lắm, mà kỳ nữa. Cái chuyện giống như có những chuyện xảy ra mà đâu phải em làm đâu, em cũng không muốn. Mà vợ em bắt đầu bực bội, xong rồi quay qua không ăn hiếp được ai, ăn hiếp mình em. Cái thôi mỗi lần vợ em cọc với em vậy. Thôi kệ đi, đầu óc giờ kiểu sau dịch với lại Covid này kia rồi thôi kệ đi. Mỗi lần gây lộn hay là gây nhau là chồng em đi ngủ. Vừa bắt đầu gây là nghe em ngái rồi là xong luôn em. Dạ. Vợ em thì xưa giờ kiểu gồng gánh cũng nhiều, thường là về mặt bên ngoài kinh tế rồi cuộc sống, nên những cái như nội trợ thì vợ của em yếu, không biết làm luôn. Rồi ở nhà ai nấu ăn? Dạ hôm thì mẹ vợ em nấu, hôm thì mẹ em nấu. Như là cứ đi ăn ké ông bà thôi. Phụ huynh có hai đứa ở bên ở dạ, riêng ở hai bên, tại vì dạ, gia đình hai đứa em rất là gần nhau thì cứ sáng dạ, đúng không? Dạ, dạ em tại ở bên ngoại thì tối thì về nội. Nhà vợ em mà qua em chắc cỡ 5 phút trong trạng thái là ăn ké. Dạ đúng dạ, rồi. Đúng 24/6 nhà nội, ăn ké phụ huynh, nhà ngoại đó. Đó giờ thấy em đó. Dạ chồng em thì hay mè nheo lắm. Anh chị nhìn như vậy chứ như con nít vậy đó. Đi làm thì ngoài rất là nghiêm túc, còn về nhà cứ mè nheo.
mà em thì đi ở nhà làm việc tại nhà cho nên rất là bận, giống như là cứ soạn hàng rồi check tin nhắn. Nhưng mà chồng em mỗi lần mà về cứ mè nheo hoài mà mình rất là bực, giống như là để cho mình làm xong đi rồi mình sẽ có thời gian. Còn chồng em cứ vợ ơi vợ à, kiểu vậy đó. Giống như là ở nhà em chỉ có một đứa con gái nhỏ xíu à, mới có hơn một tuổi mà em cảm giác giống như em có hai đứa vậy đó, một trai một gái. Phải đi làm nhớ vợ đó. Dạ. Đi lại để... đi lại bên ngoài cái công việc đặc thù, cái công việc của chồng em là phải cứng rắn à, về nhà mới cho ta xả. Dạ đó. Đúng rồi, về đúng nhà rồi. Là xả hết luôn á. Vậy là mong muốn thay đổi gì đúng không? Em ở trong phòng em gào liệu lắm mà em lên la khóc cái gì nữa, giờ lỡ rồi cứ gào như vậy xung quanh ta biết hết, mời ta biết hả? Thật sự là em chỉ hy vọng là chồng em có thời gian hơn cho vợ con thôi. Em bé thì nó còn quá nhỏ. Nào mình được nghỉ thì mình đừng đi đâu nữa, mình chỉ có phóng về nhà với vợ với con mình thôi. Dạ. Đúng không? Chứ thời gian tụi em đâu có nhiều. Lễ Tết là đi chụp, chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Rồi thôi chúc hai đứa hạnh phúc hoài nha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Tên Mai Văn Trung. Vừa quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ồ. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy, hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. À. Kim Huy hả? Dạ. Yeah. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sợ rồi. Dạ. Công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đó nữa đây đánh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Mình cố gắng kia này, thôi chị đi ra rồi đó. Phi vợ để dẫn vô nhà con gái. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là được. Em chưa muốn lấy vợ dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thiệt bực mình. Lên đi xuống đi, lên đi. Phải lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp anh này, em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể dạ. Đứng lên cho anh coi không? Xoay dạ. Một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay dạ. Ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay lại. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy à. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về ra ra đêm đêm show, ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao, là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đi đêm show ra tiếp. Đi về nhà, nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không? Là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đâu đi Uber. Xin ba mẹ đi Uber. À, cái gì? Là con nghĩa là uống cà phơ. Dạ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua ở nhà là rủ uống cà phơ rồi đi. Uống cà phê. Uống cà phê. Dạ. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là dạ. Là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày. Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bé đi. Là cũng ngày hôm đó luôn. Dạ. Ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Ghê. Đó, dạ. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa cà phê mình. Hai đứa vô quán cà phê. Dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Đẹp trai, đúng không? Nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh du lịch fan có dê em không?
Dạ không, anh không, từ từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, không dạ. giống ông trước. Ờ, không nắm tay nắm chân luôn. Ừ. Dạ có nắm tay nhưng mà không có đụng chạm gì. Ờ, cho tới ngày cưới dạ. luôn. À. Dạ. Mà khi khi về là đùi ra đùi. Về à, khi về là đùi. Đi 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 về giữa đường á. À, là có nghĩa là sau cái bữa đó đâu, sau cái bữa đó luôn, là đùi luôn. Dạ. Tức là đi đặt bên chim mấy ngày sau là đi chơi vậy. Quen rồi là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuôi á. Ở phía sau gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là thiện tay đó, thiện tay đó. Đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Dạ. Nhưng mà là nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn cứ đi đi lái rồi đi cầm tay rồi. Ừ cứ là đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà thôi. Là bỏ tay ra tới nhà. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. À dạ. Vậy hả? À. Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn dạ, gần tháng là đã đến hôm rồi dạ. 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 Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn dạ. hay sao? Dạ chưa được điều cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn là, chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ê, cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Đây là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi mà hai em đồng ý hết, hai vui vẻ dạ. cáp cho hai đứa dạ. luôn dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả dạ. hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, như là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tối vậy nên hay hơn dạ. Gặp trực tiếp hay hơn dạ. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có rồi nấu cháo điện thoại không, có nấu cháo có. Điện thoại không dạ anh... cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại nói chị nghe coi. Trăm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà giờ cho xem một tối gì đó là được. Là ngày nào mà có Zalo mới lô là gặp mặt gọi điện Zalo gặp mặt luôn dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. À viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Nhăn. Nhìn. Ủa nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không? Chậm là chứ là chồng mình là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. À. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta gặp. Không, cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có được. Đúng không, đúng không? Mới lồn mới ngủ luôn à. Ồ vậy đó. Mới chừng nào mình ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Yeah, ngủ là luôn. Con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm. Khó ngủ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Để hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thôi vậy mà không. Bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen chậu vợ chồng quen giọng hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Giờ phải điện à, chứ điện không được. Chồng ngày lúc còn quen là ngày nào cũng qua cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á giỏi hơn ngày hôm đó không gọi điện luôn hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi mà em nổi điên lên là dạ giận luôn. Tao không cần luôn. Dạ đó. Nhưng mà tới nửa đêm rồi chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là tức là nhớ em nhớ quá đúng không em, dạ. Em nhớ chuyện là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ôi khi mà vợ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được bữa này gọi thế á, bữa nay mày gọi lại thế á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới.
cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới, dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau, đúng không? Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ờ cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau. Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ. Vậy hả? Không khóc. Vui quá. Trời rồi, đời, nghỉ vui quá mà. Hả? Rồi bây giờ là coi như ở với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Thật sự. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trộm mắt lên. Trộm mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lấy lại đi cho chút mình về lại. À, mình đi ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đi em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lại nợ quên. À, hay đáng quên, trí. Hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm luôn. Suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bán thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho nên là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ, cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà. Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá là không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sẽ là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều uống bơ sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có đó thì không để chỉ cho để chị tin chị đi có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê ok hiểu không, nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ rồi nha. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi, đến cọng tóc của em nó rụng anh cũng quét lát chậu quét mà đánh tập hay gươm lắm.
cứ quyết là gườm. Cái gườm thì xấu, nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi, đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi, còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều, với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó, anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chậm á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tắt này. Tắt này. Có bao giờ quánh lại không? Sao quánh được? Giờ sao đâu quánh được, đúng không? Giờ rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào gườm nữa đó. Rồi anh ghen hả? Không có ghen mà chối. Dạ đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào vậy đó. Mà hỏi ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ rồi, còn thật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu đâu. Tốt, đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Thiệt mà, nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói cho ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi, nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình. Vậy đó hả, con nít dữ lắm à. Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bất cứ game lo việc nhà. Kinh tế thì ổn định. Hả? Là kinh tế cho ông định. Đừng bơ game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nó chơi game cái. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắc hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắc hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại nữa. Đúng rồi. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Đúng rồi. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Bây giờ á, sẽ là chơi học chữ tối á, bắt chồng ngồi bắt đầu á, luyện chữ. Đến chi biết không, mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho mình đỡ cực. Hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn bắt ổng, hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia cái nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á.
rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Ừ. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con tròn con vuông. Dạ vâng ạ.